안녕하세요, 여러분, Jim đã Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo, bài số 11 của tự học tiếng Hàn sơ cấp 2 chuỗi bài học được phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ tư hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 tối giờ, giờ, giờ Hàn Quốc tức là khoảng 5 giờ 30 chiều giờ, giờ Việt Nam nha. Bài hôm nay chủ đề là 집에 Mình sẽ học cách nói phải làm điều gì đó đó là ngữ pháp chính của ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. 시작하기 전에 구독과 좋아요 꼭꼭 눌러주세요. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Rain Channel nhé. Nè, xin chào sĩ Bắt đầu nha mọi người. Nội dung chính của ngày hôm nay gồm những phần sau đây. Thứ nhất là từ mới, thứ hai mình học là ngữ pháp động từ thả cả. Thứ ba là ngữ pháp động từ ả oi ha đã, ả Tiếp theo là thoại thoại và cuối cùng là bài tập thực hành. Bây giờ mình đi vào phần từ mới nha mọi người. Cùng đọc từ mới với mình nha. Từ mới đầu tiên nội tả. Nội tả đội tả đội tả ở đây mang nghĩa là rộng rộng rãi đó các bạn mình có hai trường hợp lưu ý cái bạch chim mà bạch chim đôi bạch chim đôi thì cách phát âm nó có hai trường hợp thứ nhất là trường hợp bạch chim mình sẽ phát âm cái bạch chim thứ hai tức là sao chữ nờ bờ nè cái thứ nhất là r nè cái thứ hai là bờ nè thì cái bạch chim thứ hai mình sẽ có ba trường hợp trường hợp thứ nhất là trường hợp rg nhớ là luôn bắt đầu bằng chữ r nha trường hợp thứ hai là rp và trường hợp thứ ba là rm đối với ba cái này thì mình sẽ đọc cái thứ hai tức là cứ C, chữ cờ chữ bờ, chữ mờ ví dụ như chữ uh, rg mình có từ ita nè ita mới nghĩa là đọc sách nè còn từ rp này mình có thì các bạn ướp ướp mới nghĩa là ngâm thơ các bạn ướp tà còn rm mình có từ xăm cuộc sống xong thì lúc này mình sẽ đọc cái bạch chim thứ hai còn đối với những cái bạch chim cái phát âm uh, cái bạch chim thứ nhất là trừ ba hàng trước này ra thì mình phát âm thứ nhất hoặc là còn có một trường hợp nữa đó là trường hợp á mình theo sau cái tính từ động từ này nè tính từ động từ nên bỏ tà ra mà theo sau là nguyên âm thì lúc này bạch chim sẽ tách ra một cái giữ lại một cái cho đi thì lúc này mình cũng có thể là mình đọc theo trường hợp là phát âm cái Phạch chim thứ nhất cái chữ thứ nhất thì phát âm pạch chim thứ nhất chữ thứ hai thì phát âm pạch chim thứ hai đó là từ nội tà rộng thứ hai là nó mo chi ta nó mo chi ta mình liếng âm lên ha nó mo chi theo sau là nguyên âm thì mình liếng lên nó mo chi ta có nghĩa là té ngã đó các bạn ví dụ mình đang đi cái bị té ngã nó mo sợ thông xuâ tà chong soa da chong ở đây mang nghĩa là dọn dẹp ha ta là đuôi động từ chong soa dọn dẹp fashion model fashion model fashion ở đây là fashion fashion viết nhỉ fashion là <laughs> thời trang còn model model là model đó. model hả vậy hả người mẫu người mẫu thời trang fashion model fashion model lấy từ tiếng Hàn tiếng Anh luôn nha cắt tả cắt tả lên giọng nha cắt tả cắt tả cắt tả đây mang nghĩa là gọt hoặc là cắt ví dụ mình gọt trái cây thì mình cũng dùng cắt tả 손을 베다 손을 베다 손을 베다 뭐 như 베다 xu nưi mang nghĩa là mình à, đứt tay đó các bạn mình đang gọt trái cây mình bị đứt tay hoặc là mình đang cầm kéo mình cắt cái chúng tay đứt tay thì lúc này mình dùng là xu nưi 베다 마트 Mạch thưa ở đây mà nghĩa là siêu thị ha. thư này á có thể là siêu thị nhỏ, siêu thị lớn mình đều sử dụng chung là mạch thư được. Nếu mà siêu thị bự quá bự thì mình dùng là thế không? Siêu thị loại bự nè, thế không mạch thư. Nè, còn siêu thị bình thường mình dùng mạch thư cũng được. Hoặc là những cái nhỏ nhỏ mình có thể dùng nó với cái super, super. Shipper này thường là cái siêu thị nhỏ ha super supermarket đó, ở Hàn Quốc super nói super thì thường là những cái cửa hàng cái siêu thị nhỏ còn mạch thư thì nó có thể dùng cho siêu thị nhỏ cũng được mà siêu thị lớn mình cũng dùng mạch thư được ha tiếp tục bài tà bài tả bài tà ở đây mình hay thấy ở trong từ chi mã xèo mà nghĩa là đừng làm cái gì đó các bạn bài tà và nó còn có nghĩa là thôi ví dụ như là không nói thì thôi bài nè thôi đừng nói nữa bài mình đều sử dụng được ha thôi hoặc là đừng 일단 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 ở đây mình nghĩ là trước tiên hoặc là đầu tiên ví dụ như là bây giờ họp xong rồi yêu, kêu thôi trước tiên là em đi làm cái này đi 일단 일단 hoặc là trước tiên chúng ta nên làm cái này đi 일단 thường theo sau là hành động gì đó 일단 trước tiên thì mình nên làm gì đó 시청 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 ở đây mình có thể hình dung nó là Thị 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 chính, tòa thị chính cũng được. Hoặc là mình nói một cách đơn giản là ủy ban nhân dân thành phố. Xi ở đây mà nghĩa là thành phố ha. Ví dụ như là ủy ban nhân dân tỉnh thì mình có là kuchon. Chichon kuchon. Ở Hàn Quốc thì thường chichon kuchon thì mình đi cũng nhiều. Tiếp tục. Karatada. <laughs> Karatada khải tà ở đây thường á mình nghe khải tà Mà nghĩa là đổi là thay cái gì đó các bạn thay nước hoặc là đổi cái gì đó khải tà và đi nguyên cộng khara tà thả tà này thì mình có là đi lên xe các bạn thì mình hay dùng là tha tà hoặc là khả tà thì lúc này mình ghép lại khara tà ở đây mang nghĩa là đổi xe tức là mình đi từ cái xe này cái mình chuyển sang xe khác để mình đi đến cái nơi mà mình muốn đi á thì lúc này mình chuyển từ xe này sang xe khác thì mình hay dùng là khara tà mình có thể dùng cho xe pit, nè có thể dùng cho xe lửa cũng được hoặc là cũng có thể dùng cho tàu điện ngầm chia đều được hết ha. Yó ghi so yó ghi là ở nơi đây so yó ghi so yó ghi so. so. so là viết tắt của yó ghi e ha các bạn. Ở đây, tại đây mình làm gì đó, ở nơi nào đó thường theo sau nó là động từ. Thế hắc kiểu, thế hắc kiểu, thế hắc kiểu, hắc kiểu là trường học, thế là bự là lớn cái trường học mà nó bự lớn thì lúc này mình sẽ không dịch là trường học lớn mà mình dịch là trường đại học ha. trường học bình thường là hắc chu trường học mà bự hơn hắc chu lớn hơn hắc chu ở trên hắc chu một cấp nữa thì mình The hắc chu trường đại học nudit tho tho ở đây là cái nơi sân chơi đó các bạn nudit tho là sân chơi tho cái tho ở đây là một cái nơi chỉ một cái nơi trốn thôi mình hay dùng là thằng thò cái nơi mà người ta buôn bán thì hay gọi là chẳng thò còn cái nơi mà vui chơi đủ đi đủ ta là chơi nè đủ đi là danh từ vui chơi thì lúc này đủ đi thò cái nơi mà để vui chơi thì mình hay gọi là sân chơi hoặc là khu vui chơi đủ đi thò ta đủ ta đủ -ta. ta ở đây là, nó nghĩa là chơi các bạn mình chơi gì đó hoặc là con nít chơi thì mình dùng đủ đi ta xích xà ở đây mà nghĩa là Dùng bữa. Ha. Ví dụ như mình ăn, mình dùng bữa thì mình dùng xích Mình có thể thêm cái đuôi động từ hai tà vào cho nó mang nghĩa là xích tà. Dùng bữa. Cái việc dùng bữa, động từ dùng bữa. Xích Phu. 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 Phu ở đây mang nghĩa là sau. Ha. Danh từ cộng với phu là sau cái danh từ. Ví dụ như sau mấy giờ đó hoặc là sau khi ăn, sau khi nói chuyện gì đó mình có thể dùng danh từ phu mang nghĩa là sau, sau khi ập mang nghĩa là trước ha ví dụ như trước trước khi ăn sau khi ăn mình có su su hoặc là ập ập này á là trước ha mình có thể dùng cái từ sau sau mà ví dụ như đằng trước đằng sau á thì mình có thể dùng là thuy ha thuy cũng được ha thuy cũng mang nghĩa là sau phía sau nha ilchik 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 mang nghĩa là sớm thường thì sao là động từ làm điều gì đó đó sớm đi về sớm ngủ sớm hoặc là học hành sớm hoặc là kết hôn sớm thì lúc này mình dùng lịch theo sau là động từ ha làm cái gì đó sớm. Saita, sai saita. Mình nghĩa là sống, sống thì mình có hai trường hợp, có hay nói là danh từ ezo so", ta hoặc là danh từ e ta Sống ở nơi nào đó hoặc là cũng là sống ở nơi nào đó nhưng mà sống làm việc ở nơi nào đó, sống mình hoạt động ở nơi nào đó thì mình dùng danh từ ezo so", ta dành cho hoạt động nhấn mạnh cái việc hoạt động còn danh từ e sai tà mình nhấn mạnh cái nơi mà mình đang sống nè mình nghĩ là sống hết ha đó là phần từ mới bây giờ mình sẽ đi vào phần ngữ pháp của ngày hôm nay nha ngữ pháp đầu tiên ngữ pháp động từ thà ca nó nghĩa là thì rồi ngữ pháp này thì đơn giản thôi à, mình có thể chia cho cả động từ tính từ danh từ này nọ luôn nhưng mà tuy nhiên cái trường hợp này thì à, trong cái phần hôm nay mình chỉ học tập trung vào động từ tức là động từ mình chỉ cần bỏ tà thôi mình thêm thà ca vào là xong rồi mình thêm một cái vế phía sau thì lúc này nó mang nghĩa là mình làm cái hành động này nè và tự nhiên cái hành động này á nó bị gọi là chúng ta nó bị dừng lại nó bị dùng dừng lại nó gián đoạn lại và mình làm cái hành động khác mình sẽ cho động từ một ha phía sau là động từ hai đi hành động mình chúng ta mình bị dừng sau đó mình hành động cái hành động thứ hai thì mình sẽ dùng ngữ pháp thà gà tức là làm cái này rồi tự nhiên mình làm cái kia nó có thể là một cái uh, hành động hoặc là một cái trạng thái gì đó, mình đổi ha, mình chuyển đổi ha, thường là nó mang nghĩa là nó hoán đổi. Mình chuyển đổi từ cái trạng thái này sang trạng thái kia hoặc là mình đang làm cái này nè, làm cái hành động gì đó xong rồi mình làm cái hành động khác. Ví dụ như là tôi đang ăn thì chạy ra bắt điện thoại, tại vì ăn mình dừng cái hành động mình ăn lại xong rồi mình đi bắt điện thoại mình cũng có thể dùng. Hoặc là uh, đang học bài mình ngủ quên luôn, tức là mình đang học bài là cái động từ một là đang học bài xong mình ngủ quên mình ngủ lại cái động từ hai thì cái đoạn hành động số 1 này nè nó tạm dừng nó bị dừng nè nó bị dừng có thể dừng luôn hoặc là tạm dừng sau đó mình hành động vào cái hành động thứ hai ví dụ trời mình nói á ông trời ông đang mưa tự nhiên ông tạnh thì lúc này hành động thứ nhất là đang mưa kết thúc sau đó hành động thứ hai xảy ra thì lúc này mình sẽ dùng là thật à làm cái gì thật à hoặc là đi chợ xong mình làm rớt cái ví mất cái ví thì lúc này mình đi chợ cái hành động đi chợ của mình tạm dừng lại mà mình tập trung vô cái hành động thứ hai là bị mất ví thì lúc này các bạn cứ dùng là với nghĩa là thì làm cái hành động số 1 thì sau đó cái hành động thứ hai xuất hiện hoặc là làm động cái hành động số 1 rồi cái hành động thứ hai xuất hiện thì lúc này các bạn cứ nghĩ là cái hành động thứ nhất dừng hoặc là tạm dừng sau đó hành động thứ hai xuất hiện thì mình dùng thả cả mình có ví dụ như sau thứ nhất tôi gọt trái cây thì bị đứt tay tức là tôi đang gọt trái cây xong rồi đứt tay thì lúc này cái hành động gọt trái cây của mình bị dừng lại thì lúc này mình dùng là tôi đang gọt trái cây thì bị đứt tay mình có thể sử dụng với thì đôi khi mình không dịch cũng được tuy nhiên các bạn nên hiểu được cái cốt lõi của cái ngữ pháp này là hành động số 1 dừng lại sau đó hành động thứ hai tiếp diễn thì lúc này mình mới sử dụng thà ta ha dịch bình thường thôi tôi là chủ ngữ nè danh từ có bạch sim thêm in không bạch sim thêm nên các bạn có thể dùng cho thân lịch sự và dùng na, thân mật. Gọt, gọt cái gì, cắt cái gì, nó là cái hành động. Hành động, cắt ta. Trái cây, hành động cái gì các bạn? Gọt trái cây, thì cái gọt này, nó sẽ có từ trái cây để bổ nghĩa cho nó, tức là trái cây nó sẽ bổ nghĩa cho thằng gọt, tức là thằng này phải có, có bà chim thêm ư, không bà chim thêm rư. Trái cây của mình bình thường mình sẽ dùng là khoai. Còn nếu mà các bạn muốn gọt cái trái gì cụ thể, thì các bạn đưa cái trái đó vô đây luôn ha. Thì, bị đứt tay mình có nguyên một cái cụm động từ bị đứt tay đó là tay là xô son à, nè mình có thể dùng là phê tà người hàng hay dùng phê tà lắm hoặc là mình có thể dùng là bị thương á các bạn dùng thạch đà cũng được ha thạch mang nghĩa là bị thương còn xô nứ phê tà ở đây nó mang nghĩa luôn là mình bị đứt tay á các bạn bị đứt tay rồi tiếp tục mình sẽ chuyển cái câu này sang câu tiếng hàng ha tôi đang gọt trái cây cái hành động gọt trái cây chấm dứt và cái hành động bị đứt tay nó tiếp diễn thì lúc này mình dịch cái vế tôi đang gọt trái cây trước nha chủ ngữ của mình là ai tôi đưa tôi ra cho nên sau đó dịch từ đuôi lên gọt trái cây trái cây của mình là khoa nó là danh từ bổ nghĩa cho động từ nè rồi khoa y cắt rồi bây giờ mình chỉ cần bỏ tà ra và mình thêm thà ga là xong thì thì các bạn chỉ bỏ ta ra cắt ta ga bị đứt tay bị đứt tay là xuống theta. trong trường hợp bỏ tạ đi, mà cái trường hợp theta này đó, các bạn chia từ quá khứ này. tôi đang gọt trái cây thì tôi đã bị đứt tay. thì lúc này các bạn chia luôn quá khứ à? theta thì cộng với osório, theta osório. 저는 과일을 깍다가 손을 베었어요. 저는 과일을 깍다가 손을 베었어요. lúc này các bạn có thể bỏ. 저는 trong trường hợp hai người đang nói chuyện trực tiếp với nhau không cần dùng chủ ngữ à? 과일을 깍다가 손을 베었어요. Ví dụ số 2 như sau Tôi đi siêu thị thì gặp bạn tôi Tức là mình đi tới siêu thị Xong mình đang đi mình tới siêu thị rồi Cái mình thấy bạn mình Thì lúc này cái hành động đi siêu thị của mình tạm dừng lại Và hành động mình gặp bạn Nó sẽ được nhấn mạnh, nó sẽ diễn ra Thì lúc này mình vẫn dùng thả ca ha thì cái gì đó rồi tôi chủ ngữ là tôi danh từ có và chim thêm in không bà chim thêm nến cho lịch sự na thân mật đi siêu thị đi đến nơi nào đó thì mình có cái ngữ pháp là danh từ e khả ta e khả tả đi là khả tả nè siêu thị là danh từ e cái nơi trốn đó cái nơi trốn siêu thị của mình là gì các bạn mình dùng mà thư đi ha tùy các bạn các bạn thích dùng gì dùng nhưng mà mình dùng mặt thư thử ha rồi thì thì là ngữ pháp thả ga rồi nè gặp bạn gặp là động từ nè mình có động từ mạnh đà bạn tôi gặp bạn tôi trong trường hợp này mình có thể uh, nói là bạn thôi cũng được hoặc là mình dịch luôn bạn tôi cũng được. Nếu các bạn muốn dịch bạn tôi luôn thì tôi này là của tôi nè. Thì mình dịch là tớ nè. Bạn là 친구 nè. Đây là một cái cụm danh từ. Nó bổ nghĩa cho thằng gặp nên thằng danh từ này có và chim thêm ư không và chim thêm r. Rồi chuyển nguyên câu này sang tiếng Hàn mình chuyển sang đây. Tôi đi siêu thị cái hành động đi siêu thị nó dừng lại và cái hành động gặp bạn nó diễn ra ha. Thì lúc này chủ ngữ là thọ nên dịch từ đuôi dịch lên đi siêu thị siêu thị là 마트. thứ đến nơi nào đó chợ từ e đi khả tà bỏ tà ra bây giờ mình chỉ cần thêm thả ga là xong thả ga thì gặp bạn tôi dịch từ đuôi dịch lên thì tôi gặp bạn tôi á thì tức là chủ ngữ mình lượt bỏ bạn tôi là 제 친구. Rư? 만나다. Người quá 만나다 quá 만났어요. <목소리> 로, 제 này có thể 뭐 đi 친구를 만났어요 괜찮아요. 저는 마트에 가다가 제 친구를 만났어요. 뭐 저는, 뭐 저는 마트에 가다가 친구를 만났어요. 룩 룩. Mình có ví dụ số 3 Tại sao bạn nói rồi lại thôi Tức là mình đang nói chuyện á Mình đang nói chuyện không nói giữa trường cái mình Thôi không nói nữa đâu Cái bạn mình nói Ê sao nói rồi lại thôi ạ à? Sao nói rồi dừng nói hết chuyện đi chứ Cái kiểu gì đó Câu này thì mình thấy trong đời sống cũng hay dùng lắm ha Tại sao làm gì đó Đây là một cái câu hỏi Một cái từ để hỏi là ghế Bạn mình đang nói chuyện với người ta Thì lúc này mình không có để chủ ngữ ra ha Nói rồi lại thôi Tức là mình có nói rồi Lúc này cái chữ rồi này á nó là ngữ pháp thà ca ha. Nói rồi lại thôi thì mình có hai vế nói nói mình có nguyên cái cụm động từ là mà ra đà hoặc là mà ra đà thôi lại thôi mình có lại thôi thôi cái gì đó dừng lại hành động gì đó mình có là bài <laughs> ra hồi nãy mình có cái động từ là mà <laughs> đó thì lúc này mình sẽ dịch câu này ra tiếng hàn thôi tại sao bạn nói rồi thôi cái rồi này á là hành động nói rồi nó dừng lại và cái hành động dừng cái việc nói đó nó diễn ra thì lúc này mình có trước chữ rồi là với một ha tại sao bạn nói rồi tại sao của mình là vế bạn nói bạn lượt bỏ nói là mà ri tà bỏ tà đi rồi rồi là thà ga thôi thôi mình có là mãi tà mãi tà chiruyo là cộng với ayo thành mà đài quê câu hỏi thêm lên giọng thêm dấu hỏi quê bà rưu hát ta 왜 말을 하다가 말아요. 왜 말을 하다가 말아요. Trong văn nói thì hay dùng là 왜 말을 하다가 말어? 말어. thì lúc này cái mã đó này nó là thằng um, bằng thôi. Còn bình thường là mình phải dùng là 말아 đó. mà đó mới đúng ha Cái này người Hàn hay dùng mã đó, tuy nhiên là nó không phải là uh, 표준어, ha. nó không phải là từ đúng mà nó là uh, gọi là 비표준어. Từ có thể là từ uh, 표준어 nó là từ địa phương hoặc là từ mà người hàng dùng hoài á cái người ta dùng luôn chứ không phải nó là một cái từ chính xác ha nên khi mà người ta nói bả đó mà đó tức là đang dùng ở cái mã đá nhưng mà dùng ở một cái dạng mà dạng khác đó, dùng dạng trong văn nói thường ngày ha nên các bạn cũng hiểu nha. mã đó mã đá đều giống nhau nha quê bả đứa hát ta ga bả rồi đứa ta tiếp tục mình sẽ có cái ngữ pháp thứ hai của ngày hôm nay ngữ pháp chính của ngày hôm nay là động từ ahahta ta. phải hành động gì đó phải làm một cái điều gì đó thì ở đây mình có hai dạng và mình sẽ chia cho cả tính động từ đều giống nhau ha cách chia của nó như sau tính từ động từ mình sẽ bỏ tà ra và mình chia theo ba bước mình thấy cái có a o này thì mình nghĩ ngay tới cái vô ha nó sẽ có cách chia y như vô luôn mình có trường hợp số 1 Động từ tính từ bỏ tà ra mà nguyên âm của nó là A hoặc là U. Thì lúc này, mình sẽ cộng cho A-ya-ha-ta, A-ya-heo, hoặc là A-ya-thê-ta. Đó là trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là trường hợp đơn giản nhất. Đó là trường hợp tính động từ khi bỏ tà ra mà nó có chữ Ha. Thì lúc này, bạn biến chữ Ha luôn cho mình thành He-ya-ha-ta. 해야 하다. 해야 되다. 네. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp trừ hai thằng ở trên thì mình sẽ đưa hết tất cả cho trường hợp cuối cùng. Tức là những tính động từ nào khi bỏ tà ra mà nó có nguyên âm o nè, u nè, ư nè, y nè, vân vân. Nói chung là không phải ha tà, không phải a u thì lúc này mình sẽ cộng với o ya ha tà hoặc là o ya thề đó là ba trường hợp. Mình đều dịch ở đây là nghĩa là phải làm hành động gì đó. Hoặc là phải làm hành động gì đó mới được. Mới được. Các bạn có thể dịch mới được. Tại mình thấy cái chữ thuê này nè. Nó nghĩa là được. Đó. Các bạn cũng có thể dịch mới được. Và tại sao lại có cái ha tà và cái thuê tà? Cái ha tà và cái thuê tà này á. Thực ra thì nó có cách dùng tương tự với nhau. Tức là nó đều nói đến cái uy mù nó gọi là cái nghĩa vụ làm việc gì đó hoặc là cái cần thiết mình làm cái điều gì đó pido son nó nói về cái uy mu và cái pido song, cái nghĩa vụ mình nên làm cái gì đó mình phải làm gì đó hoặc là mình cần phải làm điều gì đó thì mình dùng ngữ pháp ao ya thuê ta ha ta và lưu ý là cái thuê ta này nè thường á mình sẽ dùng trong cái văn nói nhiều văn viết văn nói nhiều hơn tức là Qua dùng trong văn nói nhiều hơn còn cái ảo ra ta ha này đi ăn sao cứ bị lộn vậy thì thường hay dùng trong văn nói nhiều hơn văn nói, văn viết nhiều hơn em ăn cua và muốn nói cua là văn nói văn nói thường dùng nhiều với thuế ta và muốn văn viết thì mình thường dùng với ha nè nói mà hôm nay bị cái gì lại bị lẹo lưỡi đó lâu lâu rồi nó bị điên vậy đó thông cảm nha Rồi bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ để cho mọi người nắm kỹ cái phần này nha Ví dụ như sau Hôm nay tôi phải về nhà sớm Ví dụ như là hôm nay uh, mình đang làm xong Mình nói với mấy người trong công ty đó, Ồ hôm nay em phải về sớm với nhà em có việc á Hôm nay em phải về sớm thì lúc này mình nói là sao Hôm nay, dịch bình thường thôi Hôm nay là thời gian Thời gian nè Thời gian của mình hôm nay tiếng Hàn là 오늘 tôi chủ ngữ là tôi có thể nói hoặc không khi mình đang nói trực tiếp ha danh từ có và chim thêm in không và chim thêm nến rồi tôi cho lịch sự na thân mật phải làm gì đó phải thì lúc này là ngữ pháp ảo ha ta hoặc thể tả đi về đi về đi đến cái nơi nào đó mình có danh từ e khả nè lúc này đi là khả ta nè đi về nè về đâu về nhà nhà là cái nơi nè cái nơi nhà tiếng hàn là chip sớm sớm là trợ từ il một cái gì đó sớm hành động gì sớm thường theo sau nó là động từ có tất cả các thành phần rồi bây giờ mình chuyển nó sang câu tiếng hàn thôi hôm nay hôm nay thời gian mình lấy trước nha chủ ngữ là tôi mình có thể lược bỏ ha nếu mà mình lấy thì mình dùng là thờ nên không có bà chim thờ nên rồi thời gian mình chuyển sang sau cũng được để trước cũng được không có vấn đề gì đó không có vấn đề gì hết ha rồi mình bây giờ mình sẽ dịch từ đu dịch lên nha phải đi về nhà sớm sớm là mình có là trợ từ là ilch nhà nhà là ship trợ từ trợ từ đi nơi nào đó trợ từ é ha rồi bây giờ mình sẽ bỏ tà đi Và mình bắt bắt đầu mình chia đuôi phải làm gì đó ha phải thì lúc này nguyên âm của mình là a theo như phân tích thì mình a thì sẽ cộng với <laughs> a ha đà hoặc là a thuê đà thì lúc này mình có là kha a ha ta kha a thuê ta thì lúc này kha a cộng với a thì rút gọn lại một a kha ya ha ta thì mình biến thành he cộng đuôi vô thuê ta thì mình biến thành 되요. thuê u thuê u hoặc là thuê o u đều ok hết nha nè thích dụng nào dùng thuê o nói gọn thuê yo nói hơi dài một chút nè 오늘 일찍 집에 가야 해요 hoặc là 오늘 일찍 집에 가야 돼요 mình muốn nhấn mạnh thêm chút nữa mình thêm cái 오늘 thêm trợ từ cho nó ha 오늘은 일찍 집에 가야 해요 오늘은 일찍 집에 가야 돼요 ok tiếp tục ví dụ số 2 là người mẫu thời trang thì phải cao thì trong trường hợp này mình đang dùng thì phải cao nguyên một cái cụm thì phải cao ha nó là cụm tính từ nha rồi chủ ngữ của mình là cái gì các bạn người mẫu thời trang người mẫu thời trang là nguyên một cái cụm chủ ngữ luôn nè có bà chim thêm in không bà chim thêm nên nè rồi người mẫu người mẫu hồi nãy mình có là model ở oh, miền yeah. hay các cái, cái, cái tật đó mà đọc một đằng xong viết một nẻo á thời trang thời trang là fashion fashion thì tiếng hàn là fashion fashion rồi đó thì phải cao thì lúc này cái thì này mình không có dịch ha phải cao phải gì đó thì À ôi à hai tà tà rồi Lúc này ngữ pháp à Cao Cao mình nói Chiều cao của con người Mình có nguyên cái cụm là Khi gá Khư tà Thấp thì là Khi có Thật tà Đó Nó có hai trường hợp Bây giờ mình chuyển cái câu này sang tiếng Hàn thôi Chủ ngữ của mình Người mẫu thời trang Người mẫu thời trang Thì lúc này là Thời trang người mẫu Dịch tôi đuôi dịch lên Dịch ngược á Thì lúc này mình có Thời trang là gì các bạn Passion à, Dạ miễn Passion Người mẫu là model Chủ ngữ thêm in. Passion model. Rồi, thì phải cao. Cao của mình là kiga. Khư tà. Rồi, trường hợp này nó đang có cái vấn đề nè. Rồi, bây giờ mình mình cứ chia theo ngữ pháp xong mình sẽ phân tích cho mọi người nha. Khư tà. Khư tà là trường hợp số 3. Thì nguyên âm là ư thì sẽ cộng với o Hà tà. Hoặc là oia thệ tà. Thì lúc này mình có khư tà. Mình lại có một cái trường hợp ở đây á, nó là bất quy tắc của ư. Bất quy tắc của ư thì khá đơn giản thôi. Ư mà theo sau nó là những ngữ pháp mà có a o, trong trường hợp này là a o ya tê tà thì lúc này bước số 1 là ư mất. Ư mất. Bước số 2 của mình á là chia thì dựa theo nguyên âm trước nó. Chia thì dựa theo nguyên âm trước nó theo nguyên âm trước nó tức là trong trường hợp này khư tà nè rồi khư tà bị mất ư là còn khờ nè phía trước nó dựa theo nguyên âm trước nó mà dựa theo nguyên âm trước nó để chia a o mà trước nó không có cái gì đó thì mình mặc định nó là o nha các bạn o a dạ, ha tà hoặc là o a ta tà vì sao vì hồi trước mình học ở trường mình thì có nói với mọi người phía hồi trước rồi đó là chữ o giữa cái a o này nè ha ta thì chữ o là cái chữ mà được uh, gọi là sử dụng trước đó các bạn nên là mình sẽ ưu tiên cái o ha thì lúc này ả khư ta sẽ thành kho ya ha ta khư thành kho ya ha ta ha ta chia luôn kho ya hèo hoặc là kho ya ok fashion model을 키가 ga hèo fashion model을 돼요. 네. Người mẫu thì phải cao thôi, thấp quá thì mình người mẫu mini à. Ví dụ số 3. Nếu muốn sống tốt ở Hàn Quốc thì trước tiên mình phải giỏi tiếng Hàn. Cái này là điều kiện cần á, không phải điều kiện đủ mà điều kiện cần á, tại vì á uh, ở đâu cũng vậy khi mình nói chuyện không được mình giao tiếp không được thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn và dễ gây hiểu lầm trong các mối quan hệ nên là việc mà mình nói được mình sống ở nước người ta mình nói được tiếng của người ta đó là một cái điều cần thiết rồi ở đây mình có nếu cái gì đó thì trong trường hợp nếu thì mà cái vế phía sau không phải là mệnh lệnh không phải là rủ rê không phải là khuyên bảo thì lúc này mình thường mình sẽ dùng là nè vì cái gì đó à, miệng Oh my god Yeah Mia <laughs> Trong trường hợp này nếu thì chứ không phải là vì nên Nếu thì thì mình dùng ư thôi là xong à Ngữ pháp ư -myon. Nếu thì có bà chim ư không bà chim mion Mia xin bà Bị điên rồi chồng <laughs> xin Nè nếu rồi Vế thứ nhất là muốn sống ở Hàn Muốn sống ở Hàn Quốc Muốn muốn mình có cái ngữ pháp bà động từ Cú ship trong trường hợp nói tôi muốn hoặc là hỏi người ta bạn muốn cái gì đó hoặc là mình có thể sử dụng cho những cái ngôi khác tức là ba mẹ muốn hoặc một người nào đó muốn hoặc là ai đó muốn thì mình dùng khu ship nhưng mà ship poh tả rồi sống sống là động từ của mình là sai tà sống một cách tốt giỏi thường mình sẽ đi với cái phụ gọi là pusa trợ từ là thai thai làm gì đó thai theo sau từng là động từ ở nơi nào đó nếu mình muốn nhấn mạnh là muốn sống làm việc tốt ở nơi nào đó thì thường mình sẽ dùng cái nơi chốn đó Hàn Quốc thì mình có là Hàn Quốc ở Hàn Quốc thì mình có Hàn kè sò. xong với một thì trước tiên trước tiên làm gì đó thì mình có là trợ từ Iran hoặc là mệnh mà thường cái cái mẫu câu này thì mình dùng Iran thì nó sẽ hay hơn nha. phải làm gì đó đó là ngữ pháp nè Giỏi tiếng Hàn Nói tiếng Hàn giỏi đó các bạn Giỏi tiếng Hàn tức là nói tiếng Hàn giỏi Thì mình có nguyên cái cụm từ là 한국말 hoặc là 한국어를 Giỏi cái gì đó 잘하다 Giỏi tiếng Hàn mình có 한국어를 잘하다 Hoặc là 한국말을 잘하다 Rồi bây giờ mình chuyển câu này sang tiếng Hàn thôi Nếu muốn sống tốt ở Hàn Quốc thì Nếu thì Thì mình sẽ dịch với một trước Với nếu trước ha Nếu muốn sống tốt ở Hàn thì mình dịch từ đôi dịch lên thôi nếu bạn muốn sống tốt ở Hàn chủ ngữ được lực bỏ hàng là gì các bạn Hàn quốc ở tại ở tốt sẽ sống sai tà bỏ tà đi muốn tôi đang nói là nói tôi hoặc là nói bạn nếu bạn muốn sống tốt ở Hàn Quốc thì lúc này đang nói người ta đó là chủ ngữ là bạn bạn thì lúc này tôi và bạn thì mình dùng cô ship tà cô ship tà rồi bây giờ bỏ tà ra rồi có ngữ pháp nếu thì nè Bây giờ đến ngữ pháp nè Nếu có bà chim thì ư miên Không bà chim thì miên Ngữ pháp của mình là Sai go ship ta Ship Có bà chim nè Thêm ư miên Chạy sai go ship miên Rồi Trước tiên là phải giỏi tiếng Hàn Thì trước tiên này Mình sẽ dịch trước ha 일단 Trước tiên Rồi dịch từ đu dịch lên Giỏi tiếng Hàn Là Han gu go 그리고 다시 말하 하다의 종합을 이렇게 얘기 하다의 종 해야 해요 이렇게 한국에서 잘 살고 싶으면 일단 한국어를 잘해야 돼요. 한국에서 잘 살고 싶으면 일단 한국어를 잘해야 해요. 아야 되다, 아야 하다. Bây giờ mình đi đến phần tiếp theo là phần hội thoại nha mọi người. Hội thoại cũng sẽ gồm có hai người Ren và a t s s h i Mình đang muốn uh, bắt xe đi đến một nơi nào đó nên mình đang hỏi ha. a t s s h i đọc lại với mình hai lần nha mọi người. a t s s h i 여기에 여기에 잠깐만요. 여기에 시청으로 가는 버스가 있어요? 아니요. 시청으로 가는 바로 가는 버스는 없어요. 한번 갈아타야 돼요. 어, 그래요? 어떻게 갈아타야 돼요? 여기서 55번 버즈를 타고 가다가 한국 대학교 앞에서 255번 버즈로 갈아타세요. 아, 그렇군요. 도와주셔서 감사합니다. 네, 다시 한번 읽어볼까요? 아저씨, 여기에 시청으로 가는 버스가 있어요? 아니요. 시청으로 바로 가는 버스는 없어요. 한번 갈아타야 돼요. 아, 어, 그래요? 어떻게 갈아타야 돼요? 여기서 55번 버스를 타고 가다가 한국대학교 앞에서 255번 버스로 갈아타야세요. 아, 그렇군요. 도와주셔서 감사합니다. Bây giờ mình cùng nhau dịch ha. cho xe mình đang gọi ha. À ah, ajussi mình đi đường cái mình gặp ông ông chú mình hỏi. Ajussi, chú ơi. 여기에 여기에 시청으로 가는 버스가 있어요. Mình sẽ có là mình gọi chú ơi là mình đang hỏi ổng ha. Hỏi ổng thì chủ ngữ là ổng rồi. Rồi, mình dịch từ từ lên nha. Pa itta cái danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm ca ít tà mà nghĩa là có cái gì đó đó mọi người không có thì mình thay ít tà bằng ọc tà thôi không có có cái gì đây có pos có cái xe buýt rồi in nên ở đây định ngữ thì mình dịch là mà nè tha đi đi đâu đi đến si chong chong là ủy ban nhân dân thành phố nè dọ kia ở đây tức là sao các bạn ở đây á có cái xe buýt nào mà đi đi đến ủy ban nhân dân thành phố Từ tại đây không tức là từ cái chỗ này mà đi đến ủy ban nhân dân thành phố thì có cái xe buýt nào không á. 아니요. 시청으로 바로 가는 버스는 없어요. 아니요. Mình đang hỏi mà ông, ạ tức là không có rồi đó nha. 시청으로 바로 가는 버스는 없어요. 은는 이가 있으면 보세요. Bây giờ cái nào có 은는 이 ga đây. 버스는 버스는 없어요. Thì lúc này mình có ngữ pháp danh từ 이가 Uh, in in y hoặc là uh, danh từ y ga tả lúc này người ta dùng nên á là nó để nhấn mạnh cái ọc sồi ô thôi lúc này đáng lẽ là dùng y nhưng mà người ta dùng in, in để nhấn mạnh thì lúc này mình cũng dịch in, in là chủ ngữ ha thì lúc này mình dịch sao các bạn chủ ngữ này dịch thằng chủ ngữ trước nè Hằng chủ ngữ nó quá dài thì mình cứ dịch từ đi dịch lên là xong cái xe buýt nè mà nè định ngữ là dịch là mà đúng không đi nè paru 바로 ở này là đi ngay hoặc đi thẳng tới đó. tức là đi một phát là tới liền đó. mình dùng 바로 đi mà đi ngay đến đâu các bạn? tròn đến ủy ban nhân dân thì ủy ban nhân dân tỉnh thì ở thành phố thì 없어요 không có, không có cái xe buýt nào mà đi thẳng một lèo tới cái ủy ban nhân dân thành phố hết 한번 갈아타야 돼요 한번 갈아타야 돼요 한번 갈아타야 chỗ này cả nhà mình tách ra tách ra nha mọi người tại này mình đánh mà dính luôn hâm bòn kara thay thẹo thì lúc này mình có hâm bòn hay là một nạp còn là lần nạp hâm bói một lần kara thà thà đây mang nghĩa là mình chuyển xe đó các bạn mình đổi xe đó rồi à oai thẹo ta phải Đức là sao bạn phải đổi xe một lần đó chứ không có xe nào mà đi liền tới nữa. đó khu này nó không có rồi 그래요 어떻게 가라 타야 그래요 khử đều câu hỏi là ồ oh, vậy hả chú ồ oh, vậy hả chú ô ok và chim là hờ theo sau là cờ chỗ này đọc là cờ 어떻게 ok ô ok carata nghĩa là đổi xe ra thẹo phải mình chỉ từ đuôi lên thôi phải đổi xe như thế nào vậy chú nè vậy hả vậy à vậy hả chú phải đổi xe như thế nào mẹ 여기서 55번 버스를 타고 가다가 타고 가다가 뭐 해요? 가다가 나 한국 대학교 앞에서 255번 버스로 갈아타세요. 그럼 내 뭔가? cái cuối câu của mình là ngữ pháp ư hãy thì lúc này mình sẽ áp dụng nguyên cái hãy này cho nguyên câu à rồi bây giờ mình có thà ca mình coi cái ngữ pháp mình nói nó nói, nó nói giữa cái câu là cái gì thì mình bóc ra trước nha dò ghi so u si ta cô có cái cô nè ngữ pháp một nè kata ca ngữ pháp 2 nè 한국 대학교 앞에서 255번 버스를 타라다세요. 그러면 여기는 mà bây giờ mình có ba cái ngữ pháp. Bây giờ mình sẽ tách từng cái một ha. Yo 55번 버스를 타고 ngữ pháp đầu tiên là cô, tức là động từ 1, cô một phát động từ 2 thì lúc này nó mang nghĩa là làm cái 1 xong rồi làm cái 2 thì lúc này mình có thể dịch là rồi và rồi sau đó ha hai cái hành động mà chỉ cái mức độ thời gian các bạn mình làm cái này xong mình làm cái kia nó chỉ cái dòng chảy của thời gian thì lúc này mình dục mình dịch là cô với nghĩa là rồi và rồi sau đó ha mình có dọ ki so dọ ki so ở chỗ này là viết tắt của dọ so nè là ở đây á u si bu bon tức là sao các bạn đi lên cái xe buýt mà số 55 tại đây nè rồi ta ga rồi các bạn đi nè leo lên rồi đi nè thà ga nó nghĩa là rồi hoặc là thì thế học kiểu hàn quốc đại học 255번 버스를 버스로 갈아타세요. Rồi, hãy 갈아타다. đi. đi bằng cái xe bus nè. Số như các bạn. Mình, mình cái này là đổi. Hãy đổi. Hãy đổi qua, hãy chuyển qua cái xe bus. Hãy leo lên cái xe bus đó. hãy đi lên cái xe bus đó. Mang số 255 ở trước vô trường đại học Hàn Quốc, Hàn Quốc. Đó, rất là đơn giản thôi. Tức là đầu tiên mình nói là mình đi lên, cháu hãy đi lên cái xe buýt số 55 ở đây nè, rồi sau đổi xe, Sang cái xe số 255 Ở trước trường đại học Hàn Quốc là xong À, 그렇군요 À, 그렇군요 À, giống tiếng Việt mình thôi À, thì ra là vậy À, là cái cảm thán đó thôi ha 그렇군요 그렇다, như thế, như vậy 그렇군요 Tính từ, động từ còn có ở đây á Nó mang nghĩa là cảm thán thôi À, thì ra là thế cho 도와주셔서 감사합니다 아어서 아어서, ngữ pháp 아어서, à, so, gì đó vì tính từ động từ một ở oso tính từ động từ hai Mà nghĩa là vì cái gì đó nên thua chúng ta cảm ơn ở đây có so so thì mình có tính từ động từ nó là trường hợp lịch sự thôi có bà chim thì mình dùng si. không bà chim thì mình dùng si thì lúc này mình đang dùng thua si ta Mà nghĩa là lịch sự thôi vì vì giúp đỡ cháu nên là cháu cảm ơn vậy ta cảm ơn thì mình dịch bình thường thôi cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu thua chúng ta cảm ơn tiếp tục mình sẽ có phần uh, mong đợi của mọi người ngày hôm nay là phần xuất xế phần bài tập ngày hôm nay cuối tuần tôi phải dọn dẹp nhà thì đơn giản thôi cuối tuần cuối là gì các bạn làm bài tuần là gì tuần là chu cuối tuần là chu mẻ tôi là chủ ngữ là phải làm gì đó ngữ pháp động từ à ôi hạ tạ tui tả dọn dẹp dọn dẹp mình có động từ là 청소하다 청소하다 dọn dẹp cái gì đó dọn dẹp nhà nhà là chỉ tiếp theo bạn phải uống thuốc sau khi ăn đấy tức là đang bị bệnh đó người ta nhắc mình ờ, à, uống thuốc sau khi ăn đó nha bạn chủ ngữ phải làm gì đó ngữ pháp ha ta thuê uống động từ nhớ là uống thuốc thì mình dùng với động từ là một tạ không dùng mà si ta nhé các bạn thuốc là gì dạ sau khi làm gì đó danh từ phu hoặc là động từ ưn ừ, nhân phu trong trường hợp này các bạn có thể sử dụng nha sau khi với hu được ha ăn ăn ở đây á là 식사. cái đấy đấy này á thì nó dùng trong câu hỏi thôi câu nói ông à, phải đây uh, dùng trong câu mệnh lệnh á. bạn hãy uống thuốc sau khi ăn bạn phải uống thuốc trong khi ăn phải ở đây nó cũng mang nghĩa là bắt buộc nên lúc này cái đấy này mình sẽ không dịch nha xích xa trong trường hợp là danh từ còn xích trong trường hợp mà động từ ăn dùng bữa vì sống cùng bạn bè nên nhà phải rộng mới được thì lúc này mình sẽ có là vì cái gì đó nên cái trường hợp này mới là vì nên nè hồi nãy tôi bị lộn nè vì nên thì nếu mà trong trường hợp theo sau nó là mệnh lệnh hoặc là rủ rê hoặc là một cái câu mang nghĩa là khuyên bảo thì lúc này mình sẽ không phải những cái câu đó thì mình thường mình sẽ dùng là cái nè hoặc là vì mình nên mình dùng áo so đều được ha còn ngược lại trong trường hợp mệnh lệnh thì lúc này mình dùng thường mình sẽ dùng unica nhiều hơn ha. Vì sống cùng với bạn bè, vì cái gì với các bạn sống của mình là động từ ta nè. Cùng với ai đó làm gì đó, cùng với người nào đó danh từ haku mình đã học phần này rồi haku kachi cùng với ai đó cùng mấy các bạn cùng bạn bè bạn bè là danh từ chiến rồi nên rồi hết với vì rồi mình qua với nên nhà chủ ngữ ở đây là cái nhà cái nhà là chip phải làm gì đó động từ rộng mới được Đây là tính từ ha phải rộng nội tà rồi mới được thể tà ôi à tà đó mình sẽ có là làm phải cái gì mới được thì lúc này nó là nguyên ngữ pháp phải nha vì phim dở quá à, nên đang coi thì tôi đi ra ngoài luôn có nhiều người đi coi phim mà cũng bị dạng như là ức chế phim quá dở con được nó đi ra ngoài thì lúc này mình có là vì cái gì đó nên vì cái gì đó nên thì các bạn có thể sử dụng y như trường hợp trên mình dùng kitemune hoặc là ao so vì cuối ở đây nó không có mệnh lệnh rủ ra ha rồi phim phim dở vì phim dở nên cái phim này là chủ ngữ là danh từ có bà chim thêm in không bà chim thêm nến rồi phim là dọn hoa mình có thể dùng với dọn hoa thường là đi chiếu rạp coi phim rạp mình sẽ dùng với dọn hoa ha dở dở ở đây là mình có là uh, cái cụm là temi mi ộc tà nghĩa là dở nè dở quá chỉ cái mức độ mà quá rất thì mình hay dùng nọ mu hoặc là mà nè hoặc là mình có thể dùng là mèo hoặc là ghê tùy các bạn ha coi đang coi phim thì tôi bỏ ra tức là coi phim thì mình thường hay dùng với phụ tà đang coi thì mình dùng phụ tà thì cái gì đó thì mình hay dùng là thà cá cái hành động coi phim chấm dứt nha rồi mình cái hành động đi ra ngoài xảy ra đi ra ngoài đi ra ngoài thì mình có thể dùng với nạ ca tà cũng được ca tả hoặc là dùng chính xác luôn pakuro bên ngoài là pak nè pakuro nà ca tả thì các bạn ha em bé chơi ở sân uh, chơi ủa này bỏ cái chữ trời <laughs> rồi nó bị ngã tức là nó đang chơi nó chạy tung 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 xong rồi nó té xuống thì lúc này mình có em bé là chủ ngữ nè chủ ngữ của mình là ai hoặc là mình dùng agi rồi chơi chơi mình có động từ là nụi ta nè chơi ở nơi nào đó danh từ chỉ nơi chốn Ê so, theo sau là một hành động gì đó nè sân chơi sân chơi mình có chơi chơi là nụi ri nè rồi sân là thò nụi đi thò rồi bị cái gì đó thì lúc này hành động chơi kết thúc và cái hành động bị ngã diễn ra nha thì lúc này thì mình sẽ dùng thò ca bị ngã bị ngã mình có nguyên cái động từ là nọ mô chì là rồi Good. 오늘 영상 여기까지입니다. Hôm nay tới đây, theo nha mọi người. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý cho video thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nha. Né, anh nhân.